Thưa quý vị và các bạn, rủi ro trong cuộc sống là điều không ai mong muốn, nhưng những rủi ro ấy cứ đến và đi, mang theo nhiều mất mát và tiếc nuối, nhất là những tổn thất về mặt sức khỏe con người. Khi rủi ro ấy ập tới với người trụ cột, thì gia đình như ngôi nhà lung lay trong giông bão. Nếu như gia đình có một chiếc trụ mang tên Bảo Việt Nhân Thọ, thì ngôi nhà sẽ đứng vững trở lại, san sẻ gánh nặng để gia đình vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Sau một đêm, cậu bé Trung mồ côi cả cha lẫn mẹ, vụ hỏa hoạn mang theo cha mẹ và cả tương lai của cậu bé mới bước vào lớp 7. Mẹ già, con nhỏ, như cây rông trước cơn bão lớn nhất cuộc đời đã ngã sụp. Sau biến cố, chỉ có người đến đòi nợ, chẳng biết có ai nợ tiền cha mẹ hay các khoản đầu tư khác. An ủi nhất có lẽ là tình cảm và số tiền 8,4 tỷ mà Bảo Việt Nhân Thọ chi trả và đóng miễn phí một hợp đồng bảo hiểm 170 triệu đến khi con 18 tuổi. Và có lẽ khi chứng kiến những giọt nước mắt nghẹn ngào mới thấy giá trị của những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ý nghĩa đến thế nào. Thực sự ra cái con số mà bên Bảo Việt chi trả cho gia đình em không ngờ được. Thì cái số tiền bảo hiểm chi trả này thì em cũng... Thứ nhất là em trích một phần mua lại cái bảo hiểm cho cháu. Thứ hai là em lấy những cái tài sản mà đang vướng ở ngân hàng ra để ngân hàng không có phát mãi. Còn anh Nguyễn Văn Giới ở ấp 4, xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Anh Ứng Văn Trọng, thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tuy giữ được tính mạng, song đôi mắt, đôi chân đã không còn nguyên vẹn sau tai nạn bất ngờ. Nhưng niềm tin vào cuộc sống và sự động viên của người thân đã giúp các anh trở lại cuộc sống gia đình. An ủi khi số tiền chi trả từ Bảo Việt Nhân Thọ giúp các anh san sẻ gánh nặng tài chính với gia đình và cũng vơi bớt tự ti trong cuộc sống. Bảo hiểm nhân thọ nó có thể lo cho mình tất cả, những có khi thậm chí kể cả một cái bệnh hiểm nghèo, nó không có lo cho mình được. Và em suy nghĩ lên đồng tiền em bằng gai em có thể để vô đây, nó không mất tiền mình mà nó bảo vệ được cho mình và nó bảo vệ tài sản được cho mình. Mọi người chưa hiểu biết về cái công ty bảo hiểm nên cố gắng là sao mà tìm hiểu thêm để tham gia được cái bảo hiểm là về tốt. Tại vì nó có những cái về sau, nói chung không ai mong muốn được cái chuyện rủi ro sau này, không ai biết trước được chuyện gì. Đấy, nên là mình cứ phòng trước được thì là điều đấy, thí dụ như tôi đây chẳng hạn, đấy, thì nói chung nó cũng đỡ đần được rất là nhiều. Còn hàng ngàn vụ chi trả bảo hiểm nhân thọ đã được Bảo Việt Nhân Thọ thực hiện trong suốt 26 năm đồng hành cùng người dân cả nước. Nhất là khi trải qua những biến cố, dịch Covid-19, người dân hiểu và tin tưởng hơn bảo hiểm nhân thọ. Riêng năm 2021, tổng số tiền Bảo Việt Nhân Thọ chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm lên tới gần 9.000 tỷ đồng. Trong đó, để đồng hành cùng người dân vượt dịch Covid-19, Bảo Việt Nhân Thọ áp dụng chính sách chi trả đặc biệt với số tiền chi trả cho khách hàng nằm viện tử vong do Covid-19 là 35 tỷ đồng. Trong suốt hơn 1/4 thế kỷ vừa qua thì chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng và luôn ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm nhằm hướng tới bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân Việt Nam. Tôi rất tự hào có thể khẳng định rằng Bảo Việt Nhân Thọ là một trong những công ty dẫn đầu trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với triết lý kinh doanh của chúng tôi, đó là bảo vệ lợi ích Việt, bảo vệ giá trị Việt. Chúng tôi nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày để đem lại cuộc sống tươi đẹp và an toàn cho mỗi gia đình Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, Bảo Việt Nhân Thọ là đơn vị bảo hiểm nhân thọ thuần Việt duy nhất. Nhưng với 17,2 triệu lượt khách hàng, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế lên tới trên 121.000 tỷ đồng. Chi trả hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho khách hàng, cho thấy những gánh vác trách nhiệm của Bảo Việt Nhân Thọ với xã hội và cộng đồng là rất lớn. Bảo Việt Nhân Thọ là một trong những công ty có thể nói là trụ cột hàng đầu trong ngành bảo hiểm Việt Nam. Cùng với những kết quả bảo hiểm, đặc biệt là phần chi trả cho người nhận bảo hiểm, cũng đã giúp góp phần bảo vệ cái sức khỏe, bảo vệ cái an sinh xã hội cho người lao động, cho những người mua. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, áp lực rủi ro mà con người phải đối diện trong cuộc sống hiện đại ngày càng lớn, thì việc chuyển giao rủi ro cho Bảo Hiểm Nhân Thọ không chỉ là xu hướng, mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người trụ cột với gia đình của mình. Đặc biệt, người dân sẽ yên tâm hơn
khi điểm tựa của gia đình Việt mình là Bảo Việt Nhân Thọ, công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc 2022.